Tòa án tối cao Pháp viện à, sắp sửa có một vị à, thẩm phán lớn tuổi nhất, à, thẩm phán à, Stephen Pryor. Ông à, dường như là bị à, ép nghỉ hưu sớm trước cái à, cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới thưa quý vị. À, trong khi đó thì à, đã có một loạt danh sách các vị à, thẩm phán để mà sẵn sàng điền vào cái ghế chống này của tòa án tối cao pháp viện của hoa kỳ và có một vị nữ luật sư dân quyền bà là một người ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào black lives matter để mà dẹp bỏ cảnh sát đi phân the police bà là một người phụ nữ da đen và bà là một người có triển vọng nhất để mà tổng thống Joe Biden đề cử vào chức vụ thẩm phán của tòa án tối cao thay thế cho thẩm phán Stephen Breyer. Luật sư bà Sherilyn Ifill 59 tuổi đã được tờ báo The Associate Press và một số đảng viên dân chủ, những người tiến bộ, wokenism đã đề cập đến với tư cách là một người ứng cử viên tiềm năng cho chức vụ nói trên bà I feel là chủ tịch kiêm giám đốc cố vấn của cái quỹ bảo vệ pháp lý hiệp hội quốc gia về sự tiến bộ của những người da màu tổng thống Joe Biden tuyên bố đã từng tuyên bố trong các cuộc tranh luận vào chính trị tranh cử vào năm 2020 rằng ông sẽ đề cử một người phụ nữ da màu vào tòa án tối cao bởi vì đây là cái thời điểm tốt nhất để một người có một người phụ nữ da đen có quyền đại diện À, thưa quý vị thật là một sự bất công khi mà một người tổng thống đã có lời nói trước đưa ra một cái standard một cái điều kiện để mà chọn lựa một người một người làm việc cho một cái chức vụ rất là cao ở trong chính phủ như vậy ở trên một cái lãnh vực mà hành pháp như vậy và ông đã nói rõ là một người phụ nữ một người da màu Uh, thật là bất công uh, nếu mà còn những người thí dụ như là da vàng da đỏ da trắng thì sao hoặc là những người đàn ông những người chuyển giới thì sao uh, một người tổng thống mà nói trước như vậy thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là uh, không đúng và có thể là vi hiến và cái người mà được chọn lựa vào cái chức vụ này như là bà luật sư ai này thì có lẽ nó cũng là một cái sự uh, mất mặt cho bà, tại vì bà chỉ được chọn lựa vì bà là một người phụ nữ da màu mà thôi chứ không phải là bà một người luật sư có tài thưa quý vị à, và theo rất nhiều người bên đảng dân chủ như là dân biểu à, bà Sheila Jackson một người của đảng dân chủ từ bang Texas thì bà đã cực lực lên tiếng là ủng hộ cho bà I feel và nói rằng phải cần cân nhắc và xem xét để đưa bà I feel vào cái vị trí này tại vì bà là một người đấu tranh cho sự bình đẳng của xã hội nhất là cho nữ giới và dĩ nhiên thưa quý vị chúng tôi nghĩ rằng bên đảng dân chủ họ cố gắng họ làm cái điều này trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ rằng họ muốn lấy lại thêm một cái ghế của bên đảng dân chủ ở trên um, tòa án tối cao pháp viện vì họ không muốn cái trường hợp uh, kinh nghiệm uh, xấu xảy ra đối với um, uh, cố thẩm phán Ginsburg bà là một người uh, cực tả dân chủ và bà đã qua đời mà khi mà bên đảng dân chủ họ không có cái điều kiện để mà ứng đề cử một người bên đảng dân chủ của họ vào cái ghế đó và do đó họ không muốn bị mất đi cái lợi thế này do đó bằng bất cứ mọi cách họ đã um, đã tung cái tin họ dùng um, truyền thông cánh tả để tung cái tin rằng là thẩm phán Stephen Pryor sẽ về hưu. Tuy nhiên, thẩm phán Spire, ông chưa lên tiếng tuyên bố và họ nói trước như vậy để mà làm áp lực cho ông uh, lên tiếng từ chức sớm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng um, thẩm phán Stephen Pryor, ông là một người uh, rất là cứng rắn. Ông làm việc theo uh, um, theo theo luật pháp đàng hoàng. Ông uh, không có lý do gì để ông từ chức sớm trước cái um, cái cái term cái um, cái cái lúc mà ông phải từ chức là tháng 6 sắp tới thưa quý vị và chúng tôi nghĩ rằng ông sẽ ngồi đến lúc mà tháng 6 thì ông mới uh, từ chức theo đúng luật và ông có thể ngồi tiếp tục cho đến khi nào mà có một vị thẩm phán được đề cử, được uh, vào cái chức vụ này thì ông mới uh, về hưu thì cũng không sao. Đây là những cái quyền mà các vị thẩm phán uh, của tòa án tối cao họ có thể làm được thưa quý vị. Vâng và thưa quý vị là dĩ nhiên đó là một dịp rất tốt để cho Biden cũng như cái nhóm bên dân chủ sẽ đề cử đưa vào một người cấp tiến uh -huh. như vậy thế không đó và cái và cái tình phần như vậy thì cái tỷ lệ trên tố cáo viện nó lại khác thì như vậy họ sẽ có những cái khoán quyết sau này có thể có lợi cho phía họ phía dân chủ đó, mỗi cái dịp mà một cái vị ở tố cáo viện mà đi đó là có thể chúng ta đổi cả một cái chiến lược thì ra chính là đúng bây giờ bên đó họ đang mừng đấy chứ vậy. là vì ông này thì đã tám ba tuổi rồi họ mặc dù chưa chính thức tuyên bố có vẻ đúng như Vĩnh Lộc nói là họ đang nói trước giống như ép buộc người ta, pressure người ta Nên ông nên rút đi để chúng tôi đưa cái người mới chúng tôi vô, đại khái như vậy Để lấy điểm trước cái cuộc bầu đó, cử giữa kỳ đúng, Và đúng, đúng. nếu mà họ đưa được một người bên uh, cánh tả đảng Dân Chủ vào Thì ừ. đây sẽ là một cái hành động để mà chính trị hóa Chắc, một cái rồi, uh, cái yeah. ngành hành pháp phải không anh? Đúng rồi, thì nó cũng lắm. lại uh, rất là nguy hiểm Thế cho cho ngành chính trị của Hoa Kỳ Thế nên họ cũng chính trị hóa đó, đúng đó